Thị trường tiền tệ chao đảo khi Mỹ thông báo lạm phát cao kỷ lục 39 năm. Thị trường tiền tệ quốc tế biến động mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát gần đúng như kỳ vọng. Theo đó, đồng đô la quay đầu giảm nhưng nhanh chóng hồi phục trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc lạm phát tiếp tục tăng cao nên đặt cược rằng Mỹ sẽ giữ nguyên lộ trình thắt chặt tiền tệ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 đã tăng 6,8% so với một năm trước và đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 1982 khi lạm phát ở mức 7,1%. Chỉ số này được tính toán sau khi cân nhắc giá cả của một loạt các mặt hàng và dịch vụ bao gồm xăng dầu, dịch vụ chăm sóc y tế, giá thuê nhà và hàng tạp hóa. Cũng theo báo cáo này, giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 11 đã tăng 0,8% so với tháng 10, sau khi tăng 0,9% trong tháng 10 so với tháng 9. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là tổng hợp của một số yếu tố bao gồm các gói kích thích kinh tế của chính phủ, mức lãi suất thấp do Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh, thâm hụt nguồn cung tại các nhà máy ở Mỹ và trên thế giới. Greg Anderson, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu của BMO Capital Market cho biết, tôi cho rằng chỉ số CPI đúng như kỳ vọng, nhưng thị trường ngoại hối đã chuẩn bị cho tinh thần đón nhận con số cao hơn thế. Tuy nhiên, theo ông Anderson, thị trường ngoại hối đã tràn ngập tiền đô trong vài tháng qua. Do đó, thị trường gần như không để ý tới những yếu tố có thể đẩy xu hướng tăng của đồng đô la kéo dài từ nay đến cuối năm. Ông lưu ý rằng, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FOMC vào tuần tới và bài phát biểu của ông Powell sau cuộc họp có thể là sự kiện lớn cuối cùng trong năm nay tác động tới xu hướng của tỷ giá đồng đô la. Thông thường, các nhà đầu tư tiền tệ mở rộng vị thế mua trở lại vào cuối năm, ông Anderson cho biết. So với rổ các đồng tiền đối tác, chỉ số đô la index kết thúc phiên thứ 6 ngày 10 tháng 12 theo giờ Việt Nam tăng 0,04% lên 96,233. Bảng Anh cũng biến động mạnh so với đồng đô la sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát. Theo đó, đồng bảng Anh tăng mạnh trước khi quay đầu giảm trở lại. Kết thúc ngày 10 tháng 12, giảm 0,09% xuống 1,3210 đô la. Đồng euro phiên này cũng giảm 0,04% xuống 1,1289 đồng đô la. Trong số các đồng tiền khác, nhân dân tệ Trung Quốc giảm so với đồng đô la sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc lần thứ 2 trong năm nay kể từ tháng 6. Nhân dân tệ cũng tiếp tục chịu áp lực bởi việc PBOC hạ biên độ giao dịch tỷ giá tham chiếu xuống thấp hơn dự kiến. Đồng nhân dân tệ tại Trung Quốc kết thúc tuần này ở mức giá 6,365 đồng nhân dân tệ đổi 1 đồng đô la. Còn ở thị trường nước ngoài, giao dịch ở mức 6,3717 đồng nhân dân tệ sau khi tăng lên 6,33 nhân dân tệ ở phiên liền trước. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp duy trì mua đồng nhân dân tệ sau khi đã tích lũy lượng đô la dự trữ khổng lồ trong những năm đại dịch tiếp tục hỗ trợ cho đồng nhân dân tệ. Các nhà phân tích thuộc ngân hàng OCBC ở Singapore cho biết, các động thái của PBOC ngăn chặn tỷ giá đồng đô la đối với đồng nhân dân tệ giảm thêm nữa, mặc dù cũng không thể kỳ vọng tỷ giá của cặp tiền tệ này sẽ tăng. Theo đó, đồng tiền này dự kiến sẽ dao động trong khoảng 6,360 đến 6,400 đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, một số nhà chiến lược thị trường và thương nhân cho biết, các yếu tố cơ bản bao gồm xuất khẩu mạnh mẽ, thặng dư thương mại kỷ lục, dòng vốn ổn định vào tài sản của Trung Quốc và thanh khoản đồng đô la trong nước dồi dào sẽ bị ảnh hưởng nếu như PBOC điều chỉnh chính sách. Ở châu Á, hầu hết các loại tiền tệ và chứng khoán trong khu vực đều giảm giá trong phiên cuối tuần, xóa đi mức tăng có được vào đầu tuần. Đồng won của Hàn Quốc phiên này giảm 0,4%, mức giảm mạnh nhất trong vòng một tháng, còn đồng rupiah của Indonesia giảm 0,2%, rupee Ấn Độ giảm còn 75,7%. Thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái và giảm tuần thứ 3 liên tiếp do ngân hàng trung ương nước này đang cân nhắc về mức lãi suất thấp kỷ lục. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, tiền tệ châu Á hầu hết tăng giá, ngoại trừ đồng ruble của Ấn Độ, do lo ngại về virus biến thể Omicron giảm bớt. Theo đó, đô la Singapore kết thúc chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp. Đồng baht Thái Lan tăng hơn 1% trong tuần qua, trong khi đồng ringgit Malaysia tăng nhẹ. Tuần tới, các ngân hàng trung ương châu Âu, Anh và Nhật Bản đều họp chính sách trong bối cảnh lạm phát gia tăng và virus biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh. Jim Rapp, chiến lược gia của Deutsche Bank cho biết, những phát ngôn mang tính chất diều hâu gần đây của Fed đã hướng tới chính sách thắt chặt tiền tệ
và các dữ liệu về lạm phát đã lên tới ngưỡng cực kỳ cao để buộc các nhà hoạch định chính sách phải thay đổi lộ trình nâng lãi suất. Tiền tệ của các nước Mỹ Latin chịu áp lực nặng nề do đồng đô la mạnh lên trong thời gian gần đây. Theo đó, peso của Chile và đồng real của Brazil giảm khoảng 1% trong ngày 10 tháng 12, trong khi peso của Mexico cũng kết thúc 3 phiên tăng liên tục trước đó do lạm phát gia tăng, làm gia tăng lo ngại về việc tăng trưởng kinh tế chậm lại. Giá vàng tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay lúc kết thúc ngày 10 tháng 12 theo giờ Việt Nam tăng 0,5% lên 1.783,61 đô la một ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12 năm 2022 tăng 0,4% lên 1.784,30 đô la. David Merger, giám đốc giao dịch kim loại của Hybrid Future cho biết, triển vọng Fed sắp nâng lãi suất sẽ gây áp lực lên thị trường vàng, nhưng mối lo hiện tại là áp lực lạm phát và điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Vài giờ tới, Bitcoin sẽ như thế nào? Hôm qua ngày 10 tháng 12 khá tồi tệ đối với hầu hết các coin. Trừ một số ngoại lệ, phần lớn coin có vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ đều giao dịch trong màu đỏ vào những giờ đầu của ngày thứ 6. Chuỗi giảm giá của tháng 12 tiếp tục kéo dài trên thị trường tiền điện tử. Ở một mức độ nào đó, vua tiền điện tử đã kích hoạt động thái sụt giảm lan rộng khắp thị trường. Trên thực tế, Bitcoin giảm hơn 13% giá trị trong tuần qua và gần 5% giá trị trong ngày hôm qua. Vì vậy, để tâm lý thị trường chuyển từ giảm sang tăng, phải loại bỏ các khoản lỗ và giá Bitcoin phải bật lên. Thị trường gấu đã xuất hiện chưa? Chưa đầy một tuần, vào ngày 4 tháng 12, thị trường tiền điện tử chứng kiến một đợt sụt giảm nghiêm trọng. Trong vòng chỉ 24 giờ, vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm hơn 14%. Kể từ đó, nhiều người trong cộng đồng bắt đầu cho rằng Bitcoin đã bước vào giai đoạn giảm giá. Một vài tuần trước, Bitcoin dường như có khả năng vượt qua mức 100.000 đô la vào tháng 12. Nhưng bây giờ, với trạng thái tồi tệ của thị trường, cấu trúc tăng giá vĩ mô có vẻ quá mong manh. Và nếu cường độ giảm giá tăng lên trong vài ngày tới, chắc chắn nó sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, để biết được những gì có thể xảy ra tiếp theo, cần đánh giá tâm lý thị trường và theo dõi những người tham gia đang làm gì. Để làm được như vậy, điều quan trọng là phải phân tích trạng thái của thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin, bởi vì thị trường giao ngay thường theo thị trường hợp đồng tương lai. Tổng hợp đồng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin có xu hướng giảm kể từ đầu tháng nay. Trong nửa đầu tháng 11, tổng hợp đồng mở thường xoay quanh mốc 25 tỷ đô la. Tuy nhiên, hiện tại, con số này chỉ vào khoảng 15 tỷ đô la. Giá trị tổng hợp đồng mở giảm về cơ bản, có nghĩa là các trader dần đóng các vị thế mở và trader mới hiện không mấy mặn mà với việc tham gia thị trường. Vì không có nhiều tiền mới chảy vào thị trường ở giai đoạn này, nên sẽ rất khó để Bitcoin thoát khỏi giai đoạn trì trệ và tiến về phía trước. Không có gì ngạc nhiên khi trong ngày hôm qua, số lượng thanh lý hợp đồng long, có nghĩa là đồng ý mua con khi hết hạn hợp đồng, đang dần lấn át số lượng thanh lý hợp đồng short, có nghĩa là đồng ý bán con khi hết hạn hợp đồng. Điều này ngụ ý rằng thị trường bắt đầu ủng hộ các trader giảm giá. Vì vậy, để giá Bitcoin phục hồi ở giai đoạn này, phe con bò phải bước vào, có nghĩa là các nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Tâm lý tiêu cực có thể được xóa bỏ ở một mức độ nào đó nếu phe con bò thực hiện một số động thái nâng giá lên gần đường trung bình động, tức khoảng 50.000 đô la. Ngược lại, nếu không thể, xu hướng giảm sẽ tăng lên và Bitcoin dự kiến quay lại mốc 46.000 đô la trong vài giờ tới. Kịch bản giảm vẫn áp đảo kịch bản tăng vào lúc này, ngay cả khi trạng thái hiện tại của thị trường và tâm lý của các trader duy trì không đổi.